Rồi, hello em Tú, xin chào Nam Châu anh em. Lời đầu tiên cũng gửi lời chúc sức khỏe tất cả những anh em đang xem video của mình nha. Thì hôm nay có về thêm một ít hàng khoan của Eplex. Thì hôm nay sẽ lên cho anh em xem. Dòng mẫu Eplex thì chắc nhiều anh em cũng đã biết và anh em cũng đã xem. Có những anh em đang sở hữu những cái dòng máy này rồi. Thì anh em cũng biết là trong những cái dòng Eplex thì con khoan này khá là khỏe, khá là lực nha. Đó, dòng này khá là khỏe, khá là lực luôn. Rồi thì hiện tại bây giờ mình sẽ tháo ra, đập hộp ra, quay cho anh em xem về cái thông số vào máy nha. Đó, anh em nha, thì hàng Mỹ về thì nó nghiêng đai nghiêng kiện, nó nằm ở trong một cái vali như vậy. Con này mã của nó là FX1271T-2B. Thì dòng này nó sẽ là có hai viên pin, một viên pin 5 và một viên pin 2.5. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo ra cho anh em xem nha. Hàng thì anh em thấy nó còn nghiêng đai nghiêng kiện nè. Bây giờ mình sẽ tháo này ra luôn, cắt siêu nha. Hiện tại là bên Tú là có hỗ trợ trả góp cho anh em nha. Anh em nào mà quan tâm, anh em cần mua máy mà anh em chưa đủ cái điều kiện kinh tế á, thì anh em cứ liên hệ mình. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề mà trả góp. Hỗ trợ cho anh em trả góp qua số điện thoại. Số điện thoại nha. Số điện thoại hoặc là số điện thoại chính chủ, chứng minh nhân dân chính chủ. À, những anh em nào mà có thẻ tín dụng thì chúng ta có thể trả góp qua thẻ tín dụng. Đó, đều được luôn. Đó, cho anh em xem nè. Cái bộ máy cực kỳ là VIP luôn anh em. Đó, máy mới 100%. Tay cầm phụ kiện đầy đủ nha anh em. Sạc nè. Con sạc này á, thì nó là 160W. Sạc cũng khá là nhanh. Có quạt nha anh em. Rồi, đây là thằng máy nè. Thang máy thì khá là gọn, con này nó gọn và nhìn nó rất là hầm hố, chắc hơn cả Miu nha. Nói về chắc thì độ chắc của nó hơn hẳn cả Miu. Turbo nè anh em, có chức năng turbo. Về cái turbo thì anh em sẽ thấy là cái tốc của nó sẽ được đẩy lên rất là cao. Đó, con này vòng tua của nó đạt tới là 2.500 vòng trên phút, khá là khủng luôn. Miyuki thì nó là 2.001, The World thì chỉ có 2.000, nhưng mà con này tới 2.500 vòng trên phút. Lực xoắn Newton của con này đó là 158 Newton. Đầu kẹp con này là đầu kẹp 13 ly nha anh em. Tại vì con này sử dụng động cơ không trụ than và 24V thì chắc chắn nó sẽ khỏe rồi. Và con này có chức năng, cả chức năng búa nha. Khoan vít. Khoan nè, bắt vít và búa có đầy đủ cho anh em luôn. Nói chung về anh em xài con này thì quá là ok rồi. Nè, bắt vít nè. Bắt vít hơi bị xịn luôn anh em. Đây chức năng khoan nè. Chức năng khoan búa, khoan tường. Có hai cái cặp số nha, 1 2 nè. Đấy, anh em để số 1 thì tốc nó sẽ chậm. Số 2 tốc nhanh. Đó, rồi. Thì đi theo kèm bộ này thì nó sẽ gồm có một viên pin 2.5Ah và một viên pin 5Ah cho anh em. Tất cả là đều mới 100%. Thì hiện tại sạc thì mình sẽ lên sạc cho anh em. Lên sạc 2.2, tại vì nguyên bản Mỹ về thì nó chỉ là 110V thôi. Còn bây giờ mình sẽ lên điện 2.2 và bắt đầu sẽ gửi cho khách. Đó. Thì cái bộ này thì tối hôm qua mình cũng có một anh khách ở Hà Nội cũng đã làm góp. Thì bây giờ mình cũng làm xong rồi, sẵn tiện đây mình quay video cho anh em xem và tham khảo luôn. Đó, thì về cái hình thức mà trả góp á, thì bây giờ mình anh em chỉ cần trả trước. Ví dụ đơn này nó là 5.5 triệu thì anh em chỉ cần trả trước 2 triệu hơn thôi là anh em có thể là có máy rồi. Nếu mà anh em quan tâm thêm thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0703 249 910 hoặc số Zalo 0343 256 802. Rồi, em Tú xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em.